Xin mời Phó Giáo sư Hồ Thường Dũng. Xin cảm ơn lời giới thiệu của giáo sư Trương Quang Bình. Kính thưa các bạn đồng nghiệp đang theo dõi cái chương trình trực tuyến, thì chúng ta vừa nghe một bài báo cáo rất là chi tiết, rất là cơ bản và rất là hay của giáo sư Trương Quang Bình về cái kỹ thuật duy hình ảnh nội mạch. Thì như các bạn biết là khi chúng ta làm mạch vành thì ban đầu chúng ta thì cái vũ khí mình chỉ có cái máy đi đây chụp mạch, chúng ta có cái dây dẫn, có cái bóng nong và cái stent. Tuy nhiên khi mà chúng ta làm, chúng ta phát triển thì chúng ta cần phải những cái dụng cụ hơn nữa. Thì chúng ta đã nghe một cái kỹ thuật mà ghi hình ảnh trong lòng mạch vành giúp cho bác sĩ can thiệp chẩn đoán, có thêm thông tin để đưa ra những quyết định chính xác. Và tiếp theo thì cái bài của tôi trình bày là một cái kỹ thuật mà trong vấn đề giúp cho bác sĩ điều trị những cái tổn thương khó, đó là rotator cuff. Thì cái lý do tại sao cái kỹ thuật mà chúng ta có cái kỹ thuật rotator cuff, tức là khoan cắt mảng xương vữa, thì đầu tiên chúng ta sẽ bàn bạc một chút về cái lý do tại sao chúng ta phải quan tâm việc này. Như vậy thì một cái mảng xương vữa vôi hóa thì nó sẽ có một cái ảnh hưởng rất là nặng nề lên cái kết cục và dự hậu của một cái cuộc can thiệp động mạch vành. Và như các bạn sẽ thấy trên slide này, càng ngày chúng ta, khi các bạn làm một cái phòng thông tim thì trong giai đoạn đầu chúng ta làm những cái tổn thương tiếp A, tiếp B đơn giản. Tuy nhiên khi các bạn đã làm được một mức độ gọi là trung bình rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu gặp những cái tổn thương phức tạp. Ở đây cái biểu đồ phía bên tay trái chúng ta thấy theo cái phân loại của ACCAHA 4 cái mức độ tổn thương ABCD. Thì chúng ta thấy rằng theo thời gian, ở đây là mỗi thời gian 5 năm, thì cái tổn thương tiếp C càng ngày càng tăng dần. Và đặc biệt trong đó cái nhóm bệnh nhân mà bị tổn thương vôi hóa, các bạn sẽ thấy là tăng từ 24, 25 và đến một mức độ nào đó tăng tới 32%. Như vậy chiếm 1/3 của những cái bệnh nhân mà đến phòng thông tim. Chúng ta biết là ngày hôm nay thì cái đối tượng bệnh nhân người cao tuổi đến phòng thông tim thì ngày càng nhiều. Và trên người cao tuổi thì cái tổn thương vôi hóa thì chúng ta gặp không phải là ít. Cái slide này minh họa cho chúng ta một cái trường hợp mà tôi nghĩ là các đồng nghiệp cũng gặp, mà trước đây tôi cũng đã từng gặp. Tức là như vậy chúng ta sẽ có một cái tổn thương mạch máu trong đường kính khoảng 275. Và như vậy thì chúng ta chuẩn bị trước bằng một cái bóng nong. Và sau khi nong ra thì mình nghĩ rằng cái tổn thương này là sau đó mình đặt stent dễ dàng. Tuy nhiên khi đặt cái stent vào 275 thì chúng ta vẫn thấy nó thắt eo ở giữa vì cái vôi hóa không bung nở được. Và sau đó thì tác giả tiếp tục nong bằng cái bóng 3.59, tức là để cho nó focus cái lực vào trong ngay cái mảng vôi. Rồi sau đó các bạn thấy nong là cái bóng 4.9 NC và với áp lực rất là cao 16.22, và cái kết cục cuối cùng mảng vôi vẫn không bung ra được. Thì đây là cái điều mà chúng ta có thể gặp khi mình đã qua cái giai đoạn bắt đầu, giai đoạn trung gian của cái việc can thiệp. Thì cái vôi hóa chúng ta gặp cũng không chỉ gặp trong bệnh cảnh mạch vành mạng chương trình, mà ngay cả hội chứng mạch vành cấp theo những số liệu từ năm 2014. Các đồng nghiệp thấy là ở đây là không có mảng vôi hóa, 26% là vôi hóa mức độ vừa và 6% là vôi hóa mức độ nặng. Và người ta thấy rằng ở đây là mình đánh giá theo cái soi X quang chụp mạch. Còn nếu chúng ta đánh giá bằng IVUS thì chắc chắn những cái tỷ lệ này, con số nó còn lớn hơn nữa. Và cái vấn đề mà vôi hóa nó gây ra đó là chính là cái việc nó cản trở cái sự bung mở stent tốt. Ở trên cái biểu đồ này, các đồng nghiệp sẽ thấy là chúng ta có 4 mức độ. Cái cung vôi hóa ở đây 1/4, cái vòng tròn chúng ta chia làm 4. Thì cái góc mà 1/4 góc vuông á, 90 độ là mức độ nhẹ, 90 đến 180 là mức độ trung bình, đó là chiếm nửa vòng tròn, 180 đến 270 là 3/4. Và mức độ nặng nhất là chiếm gần hết cái vòng tròn. Thì cái kết quả của nó mang lại khi chúng ta làm cái phẫu thuật, chúng ta thấy là cái diện tích mà đạt được sớm, tức là chúng ta tăng cái diện tích của cái tổn thương mạch máu mở ra, thì nó giảm dần theo cái mức độ vôi hóa. Và cái diện tích lòng cuối cùng mà chúng ta đạt được cũng sẽ giảm lần theo mức độ vôi hóa, và khác biệt rất có ý nghĩa thống kê. Như vậy thì chính cái tổn thương vôi nó làm cản trở cái việc bung nở stent tốt, nó đưa đến cái kết cục trước mắt không tốt và stent không bung nở tốt, và những cái biến cố stent failure về sau nhiều hơn, ví dụ như huyết khối trong stent hoặc tái hẹp trong stent. Do đó cái đồng nghiệp sẽ thấy ở đây chúng ta thấy một cái bức tường, và chúng ta thấy rằng ở đây là một cái người
đang đi đến gọi là đâm đầu vào đá hay đâm đầu vào tường. Nếu chúng ta có một cái tổn thương vô hóa mà mình không tiên đoán được và mình cứ tiếp tục mình làm thì mình sẽ gặp cái trường hợp giống như là cái nhân vật này. Do đó chúng ta phải có chẩn đoán trước được, và cái bài của thầy Bình đã trình bày trước đã minh họa rất là rõ là chúng ta phải có những cái kỹ thuật ghi hình ảnh trong lòng mạch vành. Và sau khi chúng ta chẩn đoán được thì chúng ta có làm được hay không, thì chúng ta phải có những cái kỹ thuật mà để chúng ta giải quyết cái chuyện này. Thì trên cái slide này trình bày chúng ta các cái dụng cụ, các phương tiện chuẩn bị trước cho một cái tổn thương để chúng ta đặt stent. Ở trên này chúng ta sẽ thấy có ba cái mức độ của một cái mảng xơ vữa. Ở đây là một cái mảng xơ vữa mềm. Ở đây là một cái mảng xơ vữa sơ nặng. Và đây là một cái mảng xơ vữa vôi hóa. Chúng ta thấy rằng một cái mảng xơ vữa mềm thì chúng ta chỉ giải quyết bằng một cái bóng nông thường là đủ. Một cái mảng xơ vữa mà đã sơ nặng, đặc biệt là khu vực lỗ, thì rất là dễ bị trượt cái bóng. Hoặc là lắc ship, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ giải quyết bằng cách tim balloon hoặc scoring balloon. Và khi mà một cái mảng xơ vữa mà đã vôi hóa nặng thì chúng ta phải bắt buộc phải dùng những cái kỹ thuật mà cắt gọt mảng xơ vữa. Thì ở đây chúng ta đang trình bày cái kỹ thuật đó là rotor blader hay là khoan cắt mảng xơ vữa bằng cắt gọt mảng xơ vữa bằng son khoan. Như vậy thì tôi xin trình bày một cách khá nhanh về cái nguyên lý hoạt động, cái chỉ định và một số biến chứng chúng ta có thể gặp trong cái kỹ thuật là rotor blader. Ở đây đầu tiên chúng ta sẽ nhìn cái hình ảnh của một cái mũi khoan đang luồn trên cái dây dẫn để đi vào. Như vậy cái mũi khoan này, ở đầu mũi khoan là cái bơ hay là cái mũi khoan, thì các bạn sẽ thấy nó gắn những cái mảnh kim cương rất là nhỏ. Và đây là đường kính của cái mũi khoan, nhỏ nhất là từ 1.25, 1.5, 1.75, 2 và 2.5. Thì đây là một, chúng ta có một cái nhìn sơ bộ một mũi khoan. Và cái mũi khoan này sẽ được quay với một cái tần số là khoảng 140 đến 160 vòng trên phút khi mà chúng ta thao tác thông thường. Và cái nguyên lý hoạt động của nó như thế nào? Đó là cái differential cutting, tức là cắt gọt mô chọn lọc. Tại sao mình dùng từ chọn lọc? Bởi vì cái khả năng nó cắt gọt một chất liệu này mà chừa lại chất liệu khác. Cái chất liệu mà nó chừa lại đó chính là cái mô lành, nó có tính chất đàn hồi, elastic tissue. Thì mô lành có tính chất đàn hồi này, nó sẽ có đặc tính đàn hồi. Do đó khi các cái hạt kim cương mà đi đến thì nó sẽ né ra, nó đồng nghiệp sẽ thấy nó né ra, và như vậy thì nó không bị cắt. Trong khi đó cái mô không đàn hồi, inelastic tissue, ví dụ như là mảng sơ, mảng vôi, thì cái hạt kim cương nó sẽ bào cắt. Do đó thì cái cắt gọt của một cái rotor laser, nó gọi là cắt gọt chọn lọc. Và khi nó cắt ra những cái mảng nhỏ như vậy thì liệu nó trôi đi ra xa, mình có gây ra một cái distal embolization hay không? Thì các đồng nghiệp sẽ thấy so sánh ở đây là một cái mảnh của do chúng ta bào ra. Ở đây là một cái tế bào hồng cầu, ở đây là một cái hạt mỡ, ở đây đường kính 5 micron. Thì các đồng nghiệp sẽ thấy rằng cái hạt mà do cái rotor laser nó khoan mà ra nó vô cùng nhỏ. Và như vậy nó sẽ đi theo dòng tuần hoàn của mạch vành, sẽ được tái hấp thu loại bỏ bởi cái hệ thống lưới nội mô. Ở đây chúng ta sẽ có một cái hình nhìn toàn cảnh, toàn diện của một cái rotor blader. Chúng ta sẽ thấy ở đây nó gọi là cái dụng cụ mà đã đưa cái bơ đi vào. Chúng ta sẽ điều khiển được cái này. Để đưa cái bơ đi vào thì cái bơ cũng sẽ đi trên cái quai, và nó đi theo cái quai đặc chủng của nó. Thì hiện nay chúng ta có hai loại quai. Một cái loại quai mềm, rotor quai và floppy. Thì cái rotor quai floppy này nó sẽ flexible hơn, nó sẽ uốn lượn uyển chuyển hơn, và dễ gọi là mình lái cái quai hơn. Thì trường cái quai mà floppy này nó sẽ phù hợp cho những cái trường hợp mà đặc biệt là thí dụ như là chúng ta muốn giảm cái độ bias của quai mà trên những cái mạch máu mà uốn lượn xoắn vặn, thì cái quai khi cứng quá nó sẽ bias ra hai thành. Thì nếu mà cái tổn thương của mình không cứng quá thì mình dùng cái quai mềm này thì cái rotator nó sẽ uốn lượn được theo mạch máu mà nó không có đưa những cái hiện tượng bias mà nó mài một bên. Cái quai thứ hai là adjustable wire của rotor wire, thì cái quai này sẽ rất cứng hơn, thì cần thiết trong những cái trường hợp mà chúng ta tiên đoán rằng cái vôi nó cứng và rất khó, thì nó sẽ giúp backup cho cái bơ mà khi nó đi tới. Ở đây thì chúng ta minh họa nhanh một cái trường hợp, ở đây là cái kỹ thuật ghi hình ảnh nội mạch OCT. Chúng ta nghe cái bài của thầy Bình về IVUS, thì chúng ta hiện nay chúng ta có hai cái kỹ thuật ghi hình ảnh lòng nội mạch vành, đó là IVUS và OCT.
thì OCT cái độ phân giải nó tốt hơn, do đó chúng ta nhìn cái hình nó sẽ dễ nhìn hơn đối với người không quen. Ở đây là cái tổn thương sơ vôi được mài. Như vậy các bạn sẽ thấy mài thì nó sẽ không có nứt vỡ. Và nếu mà mài chưa đủ thông thường, mà những cái mài chưa đủ thì chúng ta sẽ nong chuẩn bị bằng một cái bóng. Và sau đó chúng ta đặt cái stent. Và cái stent nó sẽ áp sát thành, và chúng ta thấy những cái strut hay là những cái thanh burn stent rất là rõ. Ở đây thì nó có hơi có một cái ghép nhỏ. Như vậy thì cho đến giờ, cho đến cái thời điểm này thì chúng ta đã có những cái data nào mà chứng minh cái hiệu quả của router plater chưa? Thì tôi xin trình bày rất là nhanh về những cái data của router plater. Đây là những cái số liệu rất là sớm, từ năm 1998. Như vậy thì các đồng nghiệp thấy là người ta đánh giá bằng IVUS, so sánh cái việc mà chúng ta đặt cái stent trên cái tổn thương vôi hóa mà chỉ bằng bóng với stent mà có chuẩn bị router plater, thì các đồng nghiệp sẽ thấy rằng là trước và sau. Thì như vậy sau khi chúng ta đặt thì cái khả năng mà đạt được mở ra diện tích lòng của cái stent mà có router plater nó sẽ lớn hơn là stent không có router plater, và đồng thời cái hẹp tồn dư cũng sẽ ít hơn. Và trên cái chụp mạch vành thì chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta đạt được diện tích lòng thì cao hơn và cái đường kính hẹp tồn dư ít hơn. Và như vậy đây là những cái số liệu ban đầu với số liệu khiêm tốn 105 so với 40. Tiếp theo một cái số liệu gần hơn đó là năm 2001, thì cái nghiên cứu này gọi nghiên cứu SPOT, cũng so sánh cái việc mà chúng ta đặt stent trên cái tổn thương vôi hóa có sử dụng router và dùng bóng. Thì các đồng nghiệp sẽ thấy với những cái tiêu chí, thí dụ như là đạt được diện tích lòng sớm, rồi thành công về mặt kỹ thuật, thành công về mặt thủ thuật, thành công về mặt lâm sàng, thì tất cả đều ủng hộ cho cái việc là stent trên tổn thương vôi hóa chúng ta, mà đặt cái stent trên tổn thương vôi hóa chúng ta có chuẩn bị cái tổn thương trước bằng router plater là B, rất là có ý nghĩa thống kê. Đó là những cái số liệu khá xa, và gần đây thì chúng ta có hai cái nghiên cứu gần đây nó gọi là số liệu hiện tại. Đầu tiên chúng ta có cái nghiên cứu RotaSearch khoảng năm 2013-2014. Thì không có thời gian, tôi xin tóm tắt ba kết quả của nó. Cái thứ nhất là chúng ta thấy ở đây là trình bày về các cái biến chứng dissection là bóc tách, thủng, rồi slow flow hoặc no flow là nhồi máu trong lúc chúng ta làm. Thì với cái số liệu này các bạn thấy là gần như không có sự khác biệt giữa chúng ta dùng router plater và chúng ta dùng bóng. Như vậy thì cái kết luận đầu tiên người ta đưa ra đó là đối với những bác sĩ có kinh nghiệm. Như vậy các bạn sẽ thấy rằng ngay từ đầu tôi nói là nếu mà cái bài IVUS thì mình áp dụng chung cho tất cả bác sĩ tim mạch can thiệp và có thể không cần phải cao. Nhưng mà khi mà chúng ta nói với kỹ thuật router plater này thì cái người bác sĩ làm tim mạch can thiệp đòi hỏi phải cái level nó phải ở mức độ trung bình trở lên. Thì đối với các bác sĩ tim mạch can thiệp thì router plater an toàn giống như một can thiệp thông thường mà chúng ta sử dụng bằng bóng. Cái kết quả thứ hai mà người ta rút ra từ RotaSearch đó là đánh giá cái hiệu quả đạt được lòng sớm và mất lòng muộn, lay lutamen loss ở tháng thứ 9 và đạt được lòng sớm, tức là ngay sau khi chúng ta can thiệp. Thì người ta thấy rằng cái router later này đều làm tăng cả hai nhóm. Thứ nhất là cái việc đạt được lòng sớm đó là cái lợi cho mình, đó là dương tính. Thì router later nó giúp cho chúng ta đặt stent vào, thì chúng ta giúp ta đặt stent vào thì cái diện tích lòng chúng ta đặt tốt hơn. Cái chuyện mất lòng muộn lại là cái âm tính. Như vậy ở cái thời điểm 9 tháng thì mất lòng muộn của router plater mà đặt stent thì khuynh hướng là nhiều hơn cái là can thiệp bằng bóng. Và như vậy thì ảnh hưởng lên vấn đề restenosis là tái hẹp là trung tính. Bởi vì khi mở ra thì nhiều hơn và tái hẹp lại thì nhiều hơn chút, do đó thì trung tính. Tuy nhiên cái việc so sánh này theo chúng tôi là rất khó, bởi vì khi chúng ta dùng router plater thì chúng ta sẽ dùng những cái chúng ta sử dụng nếu đúng chỉ định trên những cái tổn thương mà vôi nặng thì bóng không thể nào mà giải thành công được trong những thủ thuật đó. Và như vậy thì và thêm một cái kết luận nữa của RotaSearch đó là cái tỷ lệ thành công của cái vấn đề thủ thuật. Nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng đối với tỷ lệ thành công thì router plater trên tổn thương là thành công vôi hóa thành công 92%. Trong khi đó nếu chúng ta chỉ dùng bóng là 93%. Và như vậy thì khi dùng bóng có 12,3% chúng ta không làm được và sẽ chuyển sang router plater là crossover. Như vậy thì kỹ thuật router plater là thành công, sẽ thành công trong những cái tổn thương vôi hóa phức tạp mà chúng ta không thể dùng bóng.
Điều này là điều đương nhiên. Thì đó là cái kết quả của Router Search. Và cái nghiên cứu mới hơn nữa gần đây đó là Prepare Cache. Thì cái Prepare Cache nó phủ nhận cái kết quả của Router Search và cái chuyện mất lòng một. Như vậy thì trên cái Prepare Cache này người ta cũng thực hiện trở lại. Và như vậy ở cái thời điểm 9 tháng các bạn sẽ thấy rằng cái việc mà Router Search nhận định rằng á, là Rotavator chuẩn bị trước sau đó đặt stent thuốc thì cái tỷ lệ mất lòng muộn nhiều hơn. Nhưng trên nghiên cứu này thì không có sự khác biệt. Và cái kết cục lâm sàng là không có sự khác biệt. Và như vậy thì nghiên cứu Prepare-Can này nó kết luận là Rotavator là khả thi trong tất cả trường hợp và tỷ lệ thành công sớm là hơn hẳn nông bóng chuyên dụng. Cả hai cách thức đều an toàn và hiệu quả tương đương. Và không có cái việc mà gia tăng quá mức cái tái hẹp lòng muộn trong kỷ nguyên hiện nay. À, như vậy thì một cái điểm âm mà với Router Search cho Rotavator đó là nếu chúng ta dùng Rotavator và chúng ta đặt stent thuốc thì cái tỷ lệ lây Lutamin Loss tức là tái hẹp lòng muộn nhiều hơn. Nhưng sau đó thì nghiên cứu Prepare-Can này nó đã phủ nhận cái vấn đề đó. Đó là cái về data. Và chúng ta rất là có may mắn là trước cái bài trình bày này thì giáo sư Trung Bình đã trình bày cái hình ảnh học nội mạch trong cái chẩn đoán và điều trị tổn thương mạch vành. Do đó thì tôi cũng được hưởng lợi trên cái đó. Như vậy thì mảng sơ vữa vôi hóa thì đối với người cao tuổi trên 70 tuổi chúng ta gặp trong 90% tổn thương vôi hóa bị chẩn đoán dưới mức tức là underdiagnosis khi chúng ta chụp mạch. Tổn thương vôi hóa chỉ phát hiện khi chụp mạch là 38%. Tuy nhiên nếu chúng ta dùng IVUS trên cái nhóm bệnh nhân đó thì tổn thương vôi hóa tăng lên tới 73%. Như vậy rõ ràng rằng nếu chúng chỉ bằng soi cái bóng mạch vành và chụp mạch thì cái bị miss, bị sót của chúng ta sẽ khá là lớn. Và trong một số trường hợp chúng ta không tiên đoán được và mình cứ tiến hành theo một chiến lược can thiệp bình thường thì mình có thể gặp khó khăn hoặc tai biến hoặc chẳng hạn. Và ngày hôm nay người ta thấy rằng những cái kỹ thuật hình ảnh trong nội mạch, ví dụ như là IVUS hoặc OCT, thì cái độ nhạy để phát hiện vôi hóa nó lên tới mức 90 và 100%. Như vậy các bạn thấy rằng với ngày hôm nay, để chúng ta tiến hành những cái can thiệp phức tạp, những cái can thiệp mình gọi là chip, thì bắt buộc chúng ta phải có kỹ thuật hình ảnh nội mạch. Và tổn thương vôi hóa làm gia tăng cái việc stent không bung nở tốt và đưa đến các cái biến cố tim mạch về sau sẽ nặng nề hơn. Ở đây chúng ta thấy ví dụ như là chúng ta nhìn cái hình ảnh này bằng chụp mạch thì đây là một cái vôi hóa rất là nặng, chúng ta thấy hẹp ở đây và chúng ta rõ ràng các bạn sẽ thấy là chúng ta thấy được cái bóng vôi hóa này, đây là một cái vôi hóa hẹp nặng và khi người ta đo IVUS thì nó là gần 3/4 hoặc 4/4 cái lòng mạch máu. Tuy nhiên trên cái tổn thương này các bạn đánh giá là không vôi hóa, chúng ta đánh giá là gần như là không vôi hóa. Tuy nhiên là khi làm OCT thì chúng ta thấy cái vôi nó rất rõ. Cũng khoảng là 180 từ đây cho đến đây. Các bạn sẽ thấy rằng đây là một ưu điểm của OCT. Giống như thầy Bình đã trình bày là vôi hóa ở siêu âm nội mạch IVUS thì cái đặc tính chung của siêu âm là khi gặp cái vật cứng ví dụ như vôi hóa thì nó sẽ có bóng lưng shadow wing. Và như vậy thì đối với cái IVUS nếu chúng ta làm trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy một cái vùng rất là sáng của cái lớp vỏ. Và đồng thời phía sau chúng ta thấy là nó bóng lưng, mình không có đánh giá được gì phía sau. Nhưng nếu chúng ta dùng OCT, các bạn sẽ thấy rõ luôn một cái tổn thương vôi hóa rất là rõ. Chúng ta có thể đánh giá được cái thể tích, cái độ sâu, cái bờ nó rất là rõ. Như vậy thì cả đây là cái tổn thương vôi hóa nằm đây và kéo dài tới đây. Và như vậy thì rõ ràng là trên chụp mạch trong trường hợp này chúng ta không đánh giá được. Và vòng cung vôi hóa này là 180 độ. Và đây là trên cái sau đó chúng ta phần nông bằng bóng thì các bạn sẽ thấy nó bị bóc tách. Vậy đối với những cái tổn thương vôi hóa nếu chúng ta xử trí bằng bóng thì dễ bị bóc tách hơn là nếu chúng ta dùng những kỹ thuật cắt gọn ví dụ như là Rotavator. Ở đây là một cái minh họa cho cái Rotavator. Chúng ta thấy rằng ở đây cái vôi hóa các bạn thấy rất là dữ, gần như là 360 độ, một cái nhãn vôi rất là to bao xung quanh. Và Rotavator khi người ta mài mòn thì nó sẽ gây nứt vỡ cái lòng mạch ra, cái nứt vỡ cái mảng vôi ra. Như vậy cái chiến lược tiếp cận những cái tổn thương vôi hóa ngày hôm nay, các đồng nghiệp sẽ thấy rằng là đầu tiên người ta nhìn trên cái hình ảnh của chụp mạch, nếu mà mình thấy nó nhẹ hoặc không đáng kể thì chúng ta có thể dùng những cái chiến lược mà không cắt gọt mảng sơ vữa
ví dụ chúng ta dùng bóng hoặc là bóng chuyên dụng, ví dụ như scoring balloon hoặc cutting balloon. Nếu chúng ta thấy mà ở mức độ trung gian mà mình đảm bảo rằng nó không nhiều thì bạn có thể làm trực tiếp, còn không thì chúng ta sẽ dùng cái kỹ thuật là hình ảnh nội mạch để chúng ta đánh giá mức độ nặng hay nhẹ. Nếu tổn thương vôi hóa nặng thì chúng ta bắt buộc phải dùng cái chiến thuật chuẩn bị trước bằng cắt gọt mảng xơ vữa, mà ngày nay thì tại Việt Nam mình chỉ có đúng kỹ thuật đó là rotator plater. Còn nếu nó nhẹ thì chúng ta có thể dùng bóng chuyên dụng, ví dụ như cutting balloon hoặc scoring balloon. Hoặc là trong trường hợp chúng ta dùng bóng chuyên dụng mà thất bại thì chúng ta vẫn phải chuyển sang rotator plater. Ở đây chúng tôi xin nói nhanh cái việc mà ứng dụng của cái kỹ thuật hình ảnh trong nội mạch để chúng ta quyết định cái mảng xơ vữa vôi hóa. Như vậy thì mảng xơ vữa vôi hóa, đối với cái việc mà chúng ta cắt cột mảng xơ vữa, nó sẽ có ba cái bản chất mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất đó là cái deep, là độ sâu, tức là cái mảng vôi nó có sâu hay không. Thứ hai là dạng nốt, dạng nốt này nó có nhô vào trong lòng mạch hay không. Và cái thứ ba là mảng xơ vữa vôi hóa mà nông, superficial. Các bạn thấy rằng cái sâu thì lại có thể tiến hành các kỹ thuật thông thường được. Nếu nó không lớn lắm, nó không rộng lắm, chúng ta vẫn nông bóng, vẫn dùng được. Còn dạng nốt này, mặc dù nó chỉ là một cái nốt, nhưng mà các bạn vẫn phải cắt gọn. Vì trong trường hợp này, mình không biết mình đưa stent tới là kẹt ngay hoặc distraught stent. Và nếu các bạn nông bóng, nó sẽ nứt vỡ ra và nó cũng sẽ tạo thành những cái ngặt mà đưa stent đó. Nhiều khi mình thấy rất đơn giản nhưng stent không qua được và cố gắng thì sẽ distraught stent. Và cái dạng nông thì rất dễ bị nông bóng, nó rất dễ bị đa sét. Ở đây người ta trình bày lại một cách hơi chi tiết hơn. Chúng ta thấy rằng cái mảng vôi này nó nằm ở sau, người ta tô sáng cho mình. Và như vậy phía trước nó là mảng xơ. Do đó trong trường hợp này các bạn có thể tiến hành cái kỹ thuật thông thường mà không lo ngại lắm. Không nằm sâu cái lớp vỏ xơ dày và không nhô vào trong lòng mạch. Trên cái này thì cái tổn thương sâu với IVET và OCT, các bạn thấy IVET chúng ta thấy một cái bóng, một điểm sáng và bóng lưng. Trong OCT chúng ta thấy rất là rõ một cái nốt vôi nằm sâu. Ở đây là mảng xơ. Cái dạng mà mặc dù nó ít nhưng mà rất là đáng ngại đó là cái nốt vôi nó nhô vào trong lòng mạch máu. Ở đây là rất là vôi hóa bề mặt, nhô vào trong lòng mạch máu. Và có khi nó có gọi là hiện tượng giảm phản quang huyết khối trên này. Thì trong kỹ thuật này, mặc dù ít, chúng ta vẫn phải cắt gọt. Thì không thì nó sẽ xảy ra những cái biến chứng distraught stent. Ở đây là nốt vôi hóa, người ta minh họa. Ở đây là của IVET. Chút xíu thì chắc là chỗ của bác sĩ Vũ sẽ phân tích kỹ cho các bạn. Ở đây chúng ta thấy một cái bóng sáng và có bóng lưng. Ở đây thì với OCT chúng ta thấy khá rõ. Và cái tổn thương thứ ba đó là cái tổn thương vôi hóa bề mặt. Nó chiếm toàn bộ bề mặt và trong trường hợp này gần như không có lớp vỏ xơ, độ sâu chúng ta có thể đo được bằng OCT. Và với cái mảng xơ vữa này thì chúng ta nên phải dùng cắt gọn. Vì nếu chúng ta nông bóng rất dễ bị đai xét. Hoặc là nếu mình nông quá có khi nó vỡ. Ở đây là cái mảng xơ vữa mà gọi là nông. Chúng ta thấy cái lớp vỏ. Mảng xơ vữa ở đây người ta vẽ này. Đây là cái lớp vỏ mỏng và cái mảng xơ nó to phía sau. Và OCT nó có đặc điểm là có thể đo được độ sâu của mảng vôi. IVET không đo được các bạn, vì IVET nó thấy cái quầng sáng trước đây và bóng lưng ở sau, do đó chúng ta hoàn toàn không thấy gì ở sau này cả. Còn OCT chúng ta đo được cái độ sâu. Đo được cái độ sâu và cái độ sâu này cũng là một cái thông tin giúp cho chúng ta quyết định là chúng ta có rotator plater hay không. Chúng ta đo được vì độ phản quang kém không đồng nhất, bờ rất là rõ. Chúng ta, các bạn thấy cái bờ của một cái mảng vôi trên OCT nó rất là rõ. Và ba cái đặc điểm của mảng xơ vữa vôi hóa mà giúp nhận diện, giúp chúng ta quyết định cái chiến lược là có cắt gọt mảng xơ vữa hay không. Thứ nhất là chiều sâu trên 0,5mm, vòng cung vôi trên một nửa, tức là 180 độ, và chiều vào dài trên 5 ly. Và nó có một cái chỉ số nó giúp cho chúng ta đánh giá là phân tầng nguy cơ không bung nở top stent mà dựa trên ba cái này. Thứ nhất là cái vòng cung vôi nhỏ hơn 80 đến 180 và trên 180. Ở đây chúng ta có cái điểm. Ở đây là độ dày của mảng vôi nhỏ hơn 0.5, lớn 0.5 chúng ta có điểm. Và chiều dài của mảng vôi nhỏ hơn 5 và lớn hơn 5. Và cao nhất là 4. Như vậy thì ở điểm mà 3, 4, 2, 3, 4 chúng ta nên xem xét. Còn nếu 0, 1, 2 thì chúng ta có thể là dùng bóng. Và đây là các cái tiêu chuẩn chọn lựa bệnh nhân. Ở đây người ta có ghép vào cái bệnh cảnh lâm sàng và một số cái tiêu chuẩn khác. Ví dụ như là chiều dài của tổn thương 10, nhỏ hơn 10, lớn hơn 15, mức độ vôi nhẹ, trung bình hay nặng, và cái thẳng hay là xoắn bạch,
cái tổn thương, cái mạch máu phía sau nó có bị hẹp lại hay không, tổn thương cái lật tâm hay không, đưa vào thêm cái chức năng của phân xuất tâm máu thác trái. Tôi xin nói rất là nhanh về cái kỹ thuật thao tác, bởi vì có một số bạn thì có liên quan, vì nếu làm can thiệp mà mức độ gọi là trung gian trung bình, còn một số bạn mới quá thì thao tác thì chắc là chưa có. Cái thứ nhất là chúng ta lựa chọn mũi khoan, thì đầu tiên các bạn phải xác định cái kích thước mũi khoan cuối cùng của mình. Nghĩa là, nhưng mà Việt Nam mình thì thường chọn có một mũi vì vấn đề kinh tế, còn ở nước ngoài thí dụ mình chọn những cái mũi khoan lớn, ví dụ 1.75-2 thì người ta vẫn bắt đầu bằng những cái 1.25 hoặc 1.5. Như vậy thì cái mũi khoan cuối cùng này sẽ là cái đường kính của mũi khoan chia qua đường kính mạch máu, nó từ 0.6 đến 0.85. Và như vậy nếu cái này lớn quá thì chúng ta nên bắt đầu bằng cái mũi khoan nhỏ và chúng ta tăng dần, và mỗi lần tăng thì không quá 0.5. Ví dụ các bạn là chọn cái mũi 1.25 để bắt đầu, nhưng mà cái mũi cùng mình là 2, các bạn làm 1.25 rồi các bạn nhảy thẳng lên 2 thì coi chừng nó vỡ. Và trong những trường hợp mà tổn thương xoắn vặn lệch tâm góc trên 60 độ, myoid giao ngoài, khối lượng mảng xương vừa quá lớn, có hiện tượng slow flow trước đó, đau ngực, chuyển động tim vân vân, thì nên chọn mũi khoan nhỏ đó thì an toàn hơn. Ở đây thì người ta chọn được cái karate, thì ở đây các bạn thấy kích thước mũi khoan, và ở đây là cái đường kính trong của karate, thì ở đây là 6F, nhưng mà thật sự là gần như chúng tôi nếu mà làm thì làm 7F cho nó thông thả, 6F thì sẽ rất là khó mà mình. Cái này là cái quy tắc để test trước thủ thuật draw. Thứ nhất là cái dung dịch mà để bôi trơn thì chúng ta phải chảy tốt, chúng ta phải xác định cái bơ ở cái tốc độ vòng quay trước là mình chọn mức độ nào, cái nấm mà đã đẩy cái mũi khoan tới thì phải, các bạn phải thử nó có hoạt động tự do hay không, và cái quai thì phải nhìn rõ và chúng ta phải thắng được cái quai. Về kỹ thuật khoan cắt thì tôi xin nói nhanh thôi, tức là như vậy thì khi cái mũi khoan đặt bắt đầu vào mạch máu phía trước tổn thương thì các bạn khởi động ở cái vận tốc mà mình đã xác định và đẩy và đưa dần, và các bạn nhớ rằng là cái tốc độ trung bình của mình là từ 140 đến 160, và tránh khi mà cảm giác rằng cái tốc độ vòng quay nó bị drop out nhanh quá, tức là trên 3.000 vòng, nghĩa là nó đang vướng, nó đang kẹt, thì mình nên rút ra, rút. Và như vậy người ta khuyên rằng á, chút xíu mình sẽ có hình minh họa, và các bạn không nên là dùng cái mũi khoan mà doctrine nghĩa là mình dùi, mình nong cái tổn thương. Như vậy thì sẽ rất dễ bị mắc kẹt. Và thỉnh thoảng khi mình khoan một cái tổn thương dài, các bạn nên kéo lùi mũi khoan được một lúc để giúp cho tưới máu mạch vành và test cái cản quang. Và ở đây là những cái mà người ta nhắc về vấn đề kỹ thuật, trước khi đẩy mũi khoan vào thì nên để cái núm 2-3 cm về phía trước. Để làm gì các bạn? Để khi mình cần thiết mình lui ra sau, tức là mình đang đặt một cái vị trí nào đó nhưng mà nó vướng gì đó, thì các bạn có 2-3 cm rồi các bạn kéo lui thì nó còn lui ra được. Chứ còn không, mình đặt cái vị trí nào thì mũi khoan nó nằm đúng vị trí đó, khi mình thao tác mình muốn lui cũng không lui được nữa. Và chúng ta đưa mũi khoan tới một cách gọi là đều đều ha. Và chúng ta luôn luôn phải chắc chắn rằng là cái nấm mà đưa nó phải ở tư thế tự do. Và người ta nhắc mình là các bạn nên dùng kỹ thuật mổ cò, pecking. Ở đây là có cái minh họa chúng ta. Như vậy các bạn thấy là tới một lúc rồi chúng ta lui lại, rồi tới một lúc chúng ta lui lại, rồi tới một lúc chúng ta lui lại. Các bạn đừng có doctrine nghĩa là đẩy tới luôn cho nó xuyên qua, lỡ mà nó kẹt một cái là dính luôn cái mũi khoan. Do đó chúng ta làm bằng cái động tác này thì khó mà xảy ra cái tình trạng mà bị mắc kẹt mũi khoan. Và chúng ta tránh cái này, tránh dùi nong tổn thương, tức là cái bơ của mình nó tới rồi lui, tới lui, tới lui, các bạn đừng có dùi tới ha. Nhiều khi như vậy khi nó giảm tốc độ nhanh quá và mình không trở tay kịp, mình không kéo lui kịp, nó sẽ kẹt cái mũi khoan. Và không bao giờ, ví dụ có cái quai, chúng ta vẫn còn một cái dây dẫn trong đó, trong mạch máu, thì không bao giờ để cái mũi khoan tiếp xúc với đầu quai. Vì cái đầu quai, chúng ta nhớ rằng đầu quai nó sẽ có những cái dây rất là nhỏ, là sao nó quấn cái đầu quai cho quai nó mềm, mũi khoan nó dính vào một cái là nó sẽ bung tước ra ngay và nó kẹt dính luôn cái mũi khoan. Chúng ta không để cái bơ đứng yên một vị trí đang quay ở tốc độ cao và đẩy tới rút lui theo cái động tác của mổ cò.
Và sau khi mà các bạn đã làm xong cái tổn thương thì chúng ta làm cái động tác polish, tức là chúng ta mài đánh nhẵn cái tổn thương. Chúng ta đánh nhẵn cái tổn thương thì chúng ta xác định là khi mình đưa qua đưa lại mà cái vòng quay nó không giảm, đồng thời không cảm nhận được kháng lực. Sau khi chúng ta nong mài bằng mũi khoan, chúng ta có thể nong hỗ trợ bằng bóng. Thì người ta khuyên là chúng ta dùng cái bóng lớn hơn cái kích thước mạch máu một chút mà chúng ta nong áp lực rất là nhỏ để tránh cái hiện tượng đai xét. Đây là những biến chứng có thể xảy ra trong lúc chúng ta làm, ví dụ như là thủng, ví dụ là tắc cấp mạch máu, ví dụ như slow flow hoặc no flow, ví dụ như đai xét. Hoặc là đây là những cái kết cục nặng, tử vong, nhồi máu mà chúng ta phải chuyển đi mổ. Về cách xử trí biến chứng thì thật sự đây là xử trí biến chứng theo đúng theo cái kiểu của tim mạch can thiệp. Ví dụ nhịp chậm thì các bạn nói bệnh nhân ho cho atropine đặt máy tạo nhịp. Nếu mà co thắt mạch máu thì chúng ta vẫn dùng nitroglycerin, verapamil. Nếu mà slow flow các bạn tiêm nitroglycerin hoặc adenosine vân vân. Thì thật sự đây là cái cách thức mà của một bác sĩ tim mạch can thiệp bình thường chúng ta giải quyết. Dissect xanh cũng vậy. Và khi mà đã dissect thì các bạn nhớ rằng mình đang dùng nhiều mũi khoan thì nó khi mà cái dissect rồi thì đừng có tăng kích thước mũi khoan nữa. Tăng lên là rất dễ bị vỡ thủng. Đây là minh họa chúng ta một cái trường hợp mà mạch máu vôi hóa. Chúng ta nhìn ở trên cái chụp mạch chúng ta thấy một cái tổn thương vôi ở đây. Và khi làm OCT các bạn thấy rằng đây là một cái nốt vôi hóa nhô vào trong lòng mạch máu. Chúng ta thấy nhìn ở đây các bạn ha. Nhô trong lòng mạch máu. Trong những cái tổn thương này nếu mình không chuẩn bị tốt, đi stent qua rất dễ bị mắc kẹt. Và cái ngạch này nó có thể nó làm dislodge stent. Và đây là sau khi cắt gọn và bệnh nhân được đặt stent. Đây là cái nốt vôi thò vào, nhô vào trong lòng mạch máu. Sau khi cắt gọn đặt stent thì kết quả rất là tốt. Như vậy tôi xin đi vào phần kết luận. Như vậy thì tổn thương vôi hóa mạch vành thường gặp ở bệnh nhân lớn tuổi và là một thách thức cho các bác sĩ tim mạch can thiệp. Như vậy các bạn mà bác sĩ tim mạch can thiệp khi trình độ mình bắt đầu gọi là trên trung bình rồi, các bạn sẽ bắt đầu thì sẽ có những cái mong muốn thách thức với những cái tổn thương khó. Thì chúng ta phải chú ý rằng cái tổn thương vôi hóa chúng ta phải có chuẩn bị sẵn. Vôi hóa nặng mạch máu sẽ ảnh hưởng đến thành công của can thiệp, cấp là không đưa được stent đến đích hoặc rơi stent và ngay cả không bung mở stent đạt kích thước ước tính, nhiều stent tụ hợp kéo dài, mạng tái hẹp huyết khối và không bung mở stent tốt. Chụp mạch vành thì thường nhận diện dưới mức cái tình trạng vôi hóa. Các kỹ thuật hình ảnh nội mạch rất quan trọng giúp chúng ta chẩn đoán chính xác phân mức độ nặng vôi hóa. Phân loại độ nặng sẽ giúp cho chúng ta đánh giá và chọn chiến lược phù hợp. Việc điều trị trước tổn thương nặng mạch vành bằng Rotor Plater giúp giảm các biến cố tim mạch. Rotor Plater là một kỹ thuật không thể thiếu, đặc biệt là Việt Nam chúng ta chỉ có Rotor Plater trong can thiệp tổn thương vôi hóa, những cái tổn thương không nông rộng được, và đặc biệt khi các bạn làm những cái can thiệp mạch vành phức tạp. Việc chỉ định có thể ngay từ đầu hoặc là bọc lót hỗ trợ cho nong bóng chuyên dụng. Tức là trong trường hợp chúng ta nong bóng chuyên dụng không thành công, chúng ta có thể chuyển sang kỹ thuật hình ảnh nội mạch giúp rất nhiều cho việc chọn lựa chiến lược điều trị. Việc so sánh các hiệu quả của các kỹ thuật điều trị tổn thương vôi hóa như là Rotor Plater, orbital atherectomy Việt Nam mình chưa có, không biết có chỗ nào có chưa. Móng chuyên dụng thì đang còn được tiếp tục nghiên cứu. Xin cảm ơn sự chú ý của các bạn. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Hồ Thượng Dũng đã cho chúng ta một bài trình bày về Rotor Plater. Thì thông qua bài trình bày này chúng ta thấy rằng đây là một cái dụng cụ rất là hữu dụng để chúng ta có thể can thiệp động mạch vành bệnh nhân tốt hơn. Và cái số lượng mà chúng ta cần phải can thiệp mà dựa vào cái Rotor Plater này cũng rất là nhiều. Theo thống kê thì chúng ta cũng có thể sử dụng khoảng 4-5% số lượng can thiệp mạch vành của cath lab của chúng ta. Nếu cath lab chúng ta can thiệp một năm khoảng 1.000 ca thì chắc là có thể là đến 40 ca hay 50 ca chúng ta cần cái phương tiện này để chúng ta điều trị. Như vậy thì trong tương lai có thể là tất cả các bạn phải trang bị cái hệ thống Rotor Plater này tại cath lab của mình để chúng ta có thể làm tốt hơn nữa. Tuy nhiên thì chúng tôi nghĩ rằng qua những cái bài trình bày này chúng ta hiểu rất rõ những cái nguyên lý cơ bản để mà chúng ta làm. Còn nếu mà khi các bạn làm thì cũng nên đến những cái trung tâm lớn có những ca như vậy, chúng ta tham dự một số ca, sau đó thì chúng ta về triển khai ở cath lab của chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Hồ Thượng Dũng đã cung cấp những cái thông tin rất là cơ bản, tuy nhiên cũng rất là chuyên sâu về Rotor Plater cho tất cả đồng nghiệp của chúng ta.